bạn nào. Đây là cái phần đuôi. Đuôi sau khi mình dán xong nó rồi mình sẽ bo cho nó cong tự nhiên một chút nha các bạn. Đấy, cái chỗ này nó chưa được cong này. Thì các bạn bo đây. Đó. Rồi cắt cho cái phần này nó mỏng lên một chút nữa. Đó. Rồi khi mỏng cái này xong á thì các bạn lấy cái phần đây, móc đỏ đây. Cái phần vải của nó bắt đầu mình sẽ đánh từ trên này. Đánh giữa hai bên này. Đó. Tôi đánh so le này nhá. Từng lớp một thôi. Đó. Em bóp người ta. Các bạn xem so le tư nửa bên này, hai cái nó tiếp nhận vào đâu vào giữa cái phần vải trên này, giữa hai cái này vào đây thì chúng ta cũng tiếp tục như vậy. Đó. Ta đánh hai bên giống nhau thôi nha các bạn. Cái phần con cá này ấy, phần trình bày rất là đẹp. Các bạn có thể trình bày cho những cái món ăn hoặc là tiệc buffet nho nhỏ đấy các bạn. Đó, cái phần bên dưới này là dư đúng không? Thì chúng ta gọt nó bằng đi. Đó. Rồi ta đánh tiếp mặt sau. Đó. Đấy, cả mặt sau luôn nha các bạn. Để mặt sau xong thì chúng ta dùng cái này chúng ta kéo sơ cái phần. Đó. Rồi đến cái phần lưng. Lưng thì các bạn lấy cái móc này luôn. Kéo dọc cái sống lưng rồi vào đây. Đó, tạo một cái rãnh như này. Rồi mang các bạn. Chúng ta cũng kéo một cái mang ở đây. Để nát chúng ta sẽ nhét cái mang vào đây. Đấy các bạn nhớ không? Đấy. Hai cái biển nhỏ lát để ta nhét mang. Đó. Chúng ta sẽ làm đến mắt. Mắt chúng ta sẽ dùng cái móc màu vàng này, đầu to nha các bạn. Đấy. Móc nhẹ ở đây tạo độ cong. Chúng ta dùng dùng cái vỏ đu đủ ấy hoặc là quả đu đủ màu xanh ấy, chúng ta cũng móc. Để ví dụ đây là quả đu đủ màu xanh. Chúng ta không có mắt thú chúng ta dùng cái mắt như này. Đấy. Đấy, nó màu xanh này các bạn thấy không? Thì chúng ta móc xong chúng ta dán vào. Còn nếu mà có mắt nhựa ấy, hoặc là mắt thủy tinh thì chúng ta làm mắt thủy tinh. Được chưa? Đấy. Còn không có, nếu mà có chúng ta làm mắt dán vào đây như này. Đó. Mắt thủy tinh nó sẽ đẹp hơn. Đây ta dùng cái mắt thủy tinh này các bạn không? Mắt thủy tinh chúng ta chốt vào đây. Đó. Bên này đây. Rồi. Xong là giờ chúng ta làm vây lưng ta dán vào đây. Tạo phần hình cá chép nhé.